Xin chào các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Liêm ha. Thì hôm nay mình sẽ làm một tấm vách màu vân xám mà hôm nay mình làm bằng vân bột ha. Thì mình kết hợp giữa những cái vật liệu có sẵn, chẳng hạn như là những cái loại bột sơn hiệu ứng, vasari hoặc là những cái vật liệu để tạo nên một cái tấm vách đá. Hôm nay mình sẽ tạo một phần đá xám đen. Thì màu mà mình để mình tạo phần đá đó thì màu đen, màu nước. Còn bột thì mình sử dụng bột của Vasari để mình phối thôi. Đây là những cái mảng mình đã tạo cái vân đen, vân xám trước, có xám lợt, xám đậm. Bây giờ ngay những cái kẽ này thì mình sẽ thêm những cái vân vàng nhẹ vô, kẽ sát cái đường này. Còn có chỗ thì mình để trắng ha. Đó, bây giờ thì mình sẽ tạo vân vàng nha. Thank you.
giờ thì mình đã hoàn thiện cũng như là cái bước tạo văn mình cũng đã hoàn thiện rồi. Đây là cái sản phẩm mình đã tạo văn xong. Bây giờ thì mình sử dụng keo. Ngày hôm nay thì mình sử dụng keo epoxy ha. Hôm nay thì mình sử dụng keo epoxy. Nó có hai thành phần như thế này. Thì thành phần này là mình thử nghiệm để coi bề mặt của nó cứng rắn, để coi sử dụng cái keo epoxy này lên cái bề mặt tường đứng như thế này nó có đẹp hay không. Sau khi hoàn thiện rồi thì nếu như sản phẩm đẹp, chất lượng thì video sau mình sẽ chia sẻ đến các anh chị. Còn bây giờ thì mình sẽ pha keo này. Keo này thì mình, đây là sản phẩm keo, nó có hai thành phần như thế này. Bây giờ mình pha một ít thôi. Khi mà mình thò nắm này á thì những cái bọt đó nó không còn, nó đỡ rồi, còn mà ngọc khô rồi.
Ok các bạn, mới lăn keo xong. Đó, tuyệt vời. Nhưng mà mình để thử coi coi coi. Keo này thì thi công nó đơn giản. Nó không có phun mà nó chỉ lăn thôi. Đó, nhưng mà bề mặt nó lên nó cũng căng nè các bạn. Khi mình làm đúng như vậy nó lên nó cũng căng nè. Tuyệt vời nè. Nhưng mà để cho nó khô hoàn toàn đi ha. Rồi mình sẽ xem lại coi như thế nào.